Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, trong phụng vụ suy tôn thánh giá thứ Sáu tuần thánh 30 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 13 đến câu 35. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleopas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì vậy? Các ông thưa, sự việc liên quan đến ông Giêsu quê thành Nazareth, người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà, các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vậy người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bây giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói. Giờ thì đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ này ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ chủ dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông, thật Chúa đã sống lại và hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, trong tình cảnh buồn nản thất vọng, hai môn đệ thuộc nhóm 72 đã trở về làng quê Emmaus. Trong hoàn cảnh này, hai ông đã gặp một vị khách đặc biệt. Đồng thời, nhờ được đàm đạo về kinh thánh và được chứng kiến việc bẻ bánh, mà hai ông đã nhận ra vị khách ấy là chính Chúa Giêsu. Ngay lúc đó, hai ông trỗi dậy và trở về Jerusalem để công bố tin vui cho 11 tông đồ và những người khác. Trở về làng quê Emmaus vì mọi sự như thể bế tắc. Bao lâu này đi theo thầy, thế nhưng giờ đây thầy
thầy đã chết, thế là hết. Bao việc lạ thầy làm, giờ chỉ còn dĩ vãng. Thầy đã nằm xuống, chẳng có ai để mình sẽ đi theo. Trở về Emmaus, trở về trong hụt hẫng, buồn chán, thất vọng. Đoạn đường bước theo thầy Giê-xu nay dần khép lại, ý hướng ra đi theo thầy Giê-xu, như thể đã đến hồi kết. Trong hoàn cảnh đau khổ và u tối, Chúa Giê-xu phục sinh đã đến và chiếu soi ánh sáng vào tâm trí còn mù tối của các ông. Các ông chẳng hiểu gì và lòng trí thật chậm tin. Chúa Giê-xu đã trách các ông: bởi trí tuệ và con tim các ông, sao không tin những gì các ngôn sứ nói? Thể theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nhất thiết Chúa Giê-xu phải đi qua cuộc thương khó để vào vinh quang. Sau đó, Chúa Giê-xu đã dùng cựu ước để giải thích cho các môn đệ những điều liên quan đến người. Lòng các ông đã bừng sáng, nhưng mắt các ông vẫn chưa được mở ra. Cho đến khi Chúa Giê-xu bẻ bánh, thì mắt các ông liền mở ra và nhận ra Chúa Giê-xu. Lòng đầy hân hoan, hai môn đệ quý trở về Jerusalem để báo tin vui Chúa phục sinh. Ý định bỏ cuộc đã tiêu tan, nhưng giờ đây là giây phút trở về với Chúa, về với anh em cộng đoàn, về để làm chứng, để loan tin Chúa đã phục sinh. Chúa phục sinh xóa tan những nghi ngại vốn có nơi hai môn đệ. Chúa phục sinh làm bừng sáng hy vọng nơi các ông. Nếu Chúa không gặp các ông, thì liệu các ông đã hiểu Kinh Thánh và nhận ra người khi người bẻ bánh? Sự thật Chúa phục sinh và biến cố được gặp Chúa đã khai mở một tương lai mới cho hai môn đệ. Và nếu không có cuộc gặp gỡ quý giá này, thì có lẽ cho đến cuối đời, các ông cũng không hiểu được con đường của Chúa. Trong sự u tối kém tin của các ông, Chúa phục sinh đã đốt lên lửa niềm tin nơi các ông. Chúa phục sinh mang hơi ấm cho những ai cậy trông và đi theo Ngài. Nhờ Chúa phục sinh mà nhiều môn đệ được quy tụ thay vì tan rã vì sợ hãi. Trong tư cách là đấng phục sinh, Chúa Giê-xu đã mở ý nghĩa Kinh Thánh cho hai môn đệ. Ý nghĩa mà trước đó, dù được thầy rao giảng, nhưng họ không thể hiểu thấu. Cũng trong tư cách đấng phục sinh, Chúa Giê-xu đã cho các môn đệ được phúc nhận ra người. Biến cố Chúa phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, nhắc nhớ chúng ta Chúa Giê-xu đã phục sinh thật sự. Chính cựu ước đã nói đến điều này, và chính Chúa Giê-xu đã giải thích điều đó. Giờ đây, đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ đọc dưới ánh sáng phục sinh của Chúa Giê-xu. Nói cách khác, chìa khóa giúp giải thích những gì Kinh Thánh nói đến hành trình của Chúa Giê-xu chính là cuộc phục sinh của người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn Chúa với lối nhìn của đức tin. Xin dạy chúng con cách đọc Kinh Thánh để chúng con hiểu biết Chúa và nhận ra con đường mà Chúa mời gọi chúng con đi. Amen. Trên đường Emmaus, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về Emmaus tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp phục sinh năm 2018 của Đức Thánh Cha Francisco. Sau thánh lễ phục sinh Chủ nhật mùng 1 tháng 4 vừa qua, vào đúng giữa trưa, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu phần thứ hai của buổi lễ, tức là nghi thức công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, gọi là Urbi et Orbi. Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lơn chính của đền thờ Thánh Phêrô giữa tiếng vỗ tay hân hoan của các tín hữu, trong khi ban nhạc của quân đội Italia và tòa thánh
trội quốc thiều Vatican và Italia. Hai vị Hồng Y Phó Tế tháp tùng Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Renato Martino, trưởng đảng Phó Tế, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Và Đức Hồng Y Raffaele Farina, dòng Don Bosco, nguyên là Thư viện trưởng và Văn khố trưởng của Tòa Thánh Vatican. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc mừng lễ phục sinh tất cả mọi người và nói rằng chính Chúa Giêsu đã báo trước cái chết và sự sống lại của Ngài qua hình ảnh hạt lúa bị chôn vùi xuống đất. Các Kitô hữu chúng ta tin và biết rằng sự sống lại của Chúa Kitô là niềm hy vọng chân thực của thế giới, niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng. Đó là sức mạnh của hạt lúa, sức mạnh tình thương hạ mình xuống và hiến thân đến cùng, và thực sự đang đổi mới thế giới. Đức Thánh Cha nói tiếp, và hôm nay chúng ta cầu xin những thành quả hòa bình cho toàn thế giới, bắt đầu từ nước Syria yêu quý, bị tang thương. Dân tộc này bị kiệt quệ vì chiến tranh chưa thấy viễn tượng chấm dứt. Trong ngày lễ phục sinh này, ước gì ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh soi sáng lương tâm của tất cả các vị có trách nhiệm về chính trị và quân sự, để họ chấm dứt ngay cuộc tàn sát hiện nay, tôn trọng công pháp nhân đạo và tạo điều kiện dễ dàng cho việc đưa các đồ cứu trợ mà các anh chị em của chúng ta đang cần cấp thiết, đồng thời bảo đảm những điều kiện thích hợp cho những người di tản được hồi hương. Trong phần tiếp theo, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho Thánh Địa, những miền thuộc Phi Châu đang đau khổ vì nạn đói, những xung đột kinh niên và nạn khủng bố. Đức Thánh Cha cầu xin cho những thành quả của đối thoại cho bán đảo Triều Tiên để những cuộc đối thoại hiện nay thăng tiến hòa hợp và bình định cho vùng này. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, Venezuela. Đức Thánh Cha nói, ước gì nhờ sức mạnh phục sinh của Chúa Giêsu, dân tộc này tìm được con đường công chính, an bình và hợp với con người để sớm ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo đang kìm kẹp họ và không thiếu sự đón tiếp cũng như sự trợ giúp cho những người dân Venezuela buộc lòng phải rời bỏ quê hương của họ. Đức Thánh Cha còn đặc biệt nhắc đến cuộc sống của các trẻ em phải đau khổ vì chiến tranh và đói khổ, đang lớn lên mà không hy vọng, bị thiếu giáo dục và không được săn sóc sức khỏe, và cho cả những người già bị nền văn hóa ích kỷ gạt bỏ, thứ văn hóa này gạt ra ngoài những gì không sản xuất. Sau đó, Đức Thánh Cha đã ban phép lành trọng thể cho các tín hữu đang hiện diện, cũng như mọi người theo dõi của các phương tiện truyền thông. Sau khi ban phép lành toàn xá cho các tín hữu, Đức Thánh Cha một lần nữa chúc mừng phục sinh các tín hữu đến từ các nơi trên nước Ý và từ các quốc gia khác, cũng như những người đang theo dõi trên đài phát thanh truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Đức Thánh Cha cầu xin niềm vui và hy vọng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh mang lại sức mạnh cho những người cao niên, ký ức quý giá của xã hội và các bạn trẻ, tương lai của giáo hội và nhân loại. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các tín hữu đã hiện diện trong ngày lễ phục sinh, ngày lễ quan trọng nhất của niềm tin Kitô giáo, bởi vì đây là ngày lễ của ơn cứu độ của chúng ta, ngày lễ của tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Sau hết, Đức Thánh Cha cảm ơn về món quà là các bông hoa được mang đến từ Hòa Lan để trang trí cho quảng trường Thánh Phêrô. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy loan báo bằng lời nói và đời sống của mình tin vui Chúa Giêsu phục sinh. Tin Liban. Liban cử hành lễ truyền tin tại dinh tổng thống. Lần đầu tiên, Tổng thống Liban Michel Aoun đã mở cửa dinh Tổng thống Baabda để cử hành lễ truyền tin, lễ trọng của Kitô giáo mừng kính sự kiện Tổng lãnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ. Lễ này từ năm 2010 đã được công nhận là ngày lễ quốc gia tại Liban. Tổng thống Liban và phu nhân thuộc Công giáo Maronit đã chủ trì buổi lễ long trọng diễn ra ngày 26 tháng 3 tại dinh Tổng thống, với sự hiện diện của Thượng phụ Chính thống Syria Ignatius Ephraim Đệ Nhị, của các giám mục thuộc nhiều giáo hội khác nhau và các đại diện của người Hồi giáo Shiite, Sunni và người Druze. Ngoài ra,
Tham dự cuộc gặp gỡ này còn có Đức ông Ivan Santos, thư ký Tòa sứ thần Tòa thánh tại Beirut, cũng như các thành viên của các tổ chức đối thoại giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Tại buổi lễ, theo các nguồn tin địa phương cung cấp cho hãng tin Fides, mọi người nghe đọc câu chuyện sứ thần truyền tin cho Đức Maria theo phúc âm theo Thánh Luca và chương 3 An Imran trong Thiên Kinh Koran nói về lòng tôn kính Đức Maria. Sau đó, nhà sử học Hareb Bustani trình bày lễ truyền tin là thời khắc của tình đoàn kết dân tộc, quy tụ xung quanh Đức Mẹ nhiều cộng đoàn khác nhau của các tín hữu trong một quốc gia muốn tự giới thiệu với thế giới như là một điển hình về lòng khoan dung và sự sống chung của các tôn giáo. Các người tham dự cũng cùng nhau cùng cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ gìn giữ, che chở đất nước và dân tộc Liban. Tại Liban, đại lễ truyền tin được công bố là ngày quốc lễ vào năm 2010, khi chính phủ lúc ấy vẫn cầm quyền cho đến ngày nay, do ông Saad Hariri, một người Hồi giáo Sunni, lãnh đạo. Hàng năm vào ngày lễ truyền tin, các tổ chức đối thoại giữa Kitô hữu và người Hồi giáo, trong đó có nhóm quy tụ chung quanh Đức Maria, đều tổ chức các lễ hội, các buổi gặp gỡ và cử hành ở nhiều nơi trong nước. Lễ truyền tin của Kitô giáo được công nhận là ngày lễ quốc gia ở Liban, với mong muốn công khai sẽ gặp được nơi lòng sùng kính Đức Mẹ cũng như người Hồi giáo tôn kính, một điểm hội tụ giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau để làm dịu đi những căng thẳng giáo phái vẫn luôn đè nặng đối với sự chung sống trong xã hội tại quốc gia này. Và riêng trong năm nay có nguy cơ bùng phát với cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 sắp tới. Theo lịch Gregoriano, lễ truyền tin được cử hành vào ngày 25 tháng 3 hàng năm. Nhưng năm nay, lễ truyền tin trùng với Chủ nhật lễ lá, nên các giáo hội dùng lịch Gregoriano sẽ cử hành phụng vụ lễ truyền tin vào ngày 9 tháng 4. Tin Slovakia. Cuộc biểu tình cùng với nến trên tay cách đây 30 năm bằng chứng sự sụp đổ của một chế độ. Còn nhớ, vào ngày 25 tháng 3 năm 1988, tại Slovakia đã xảy ra một cuộc biểu tình với nến trên tay của 6.000 người ủng hộ nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là lần đầu tiên một cuộc biểu tình chống lại chế độ ở Tiệp Khắc sau cuộc đàn áp năm 1968. Năm 1948, khi Cộng sản nắm quyền, họ bắt đầu thực hiện chế độ chuyên chế đối với tôn giáo và giáo sĩ. Năm 1949, chính quyền Cộng sản đã thông qua một đạo luật với tên gọi là Luật về Giáo hội. Với luật này, cho phép nhà nước kiểm soát hoàn toàn các nhà thờ và quyết định tương lai của các linh mục cũng như các dòng tu. Các linh mục đã từng giữ các vai trò tôn giáo mà không được phép ở trong tình trạng bấp bênh. Những người không tuân theo họ, các linh mục và tu sĩ đã bị trừng phạt. Năm 1951, một cuộc đàn áp các tu sĩ công giáo, một số bị kết án tù lâu năm vì thực hành đức tin. Trong số những hình phạt khắc nghiệt nhất là án tù chung thân dành cho Đức Giám mục Pavel Godic, Đức Giám mục Michael Buzanka và một bản án 24 năm tù với Đức Giám mục Jan Vostasak. Các gia đình công giáo cũng không dám sống đức tin một cách công khai vì họ có thể bị mất việc làm và con cái của họ khó có thể tham gia vào các lớp học ở trường. Các phụ huynh bị đe dọa từ chính quyền sở tại hoặc các nhà lãnh đạo ở sở làng nếu cho con em theo học ở các trường công giáo. Sau 40 năm đàn áp tôn giáo, vào ngày 25 tháng 3 năm 1988, hàng ngàn người xuống đường phố Bratislava biểu tình một cách hòa bình. Họ cầu nguyện với tràng chuỗi mân côi và nến sáng. Chính phủ đã phản ứng một cách cứng rắn. Cảnh sát giải tán đám đông bằng cách sử dụng dùi cui và pháo nước bắt giữ nhiều người biểu tình. Để kỷ niệm 30 năm sự kiện này, một cuộc meeting đã được tổ chức vào Chủ nhật 25 tháng 3 vừa qua tại nhà tưởng niệm ở quảng trường Hevesdoslav. Tại buổi lễ cũng có sự hiện diện của Chủ tịch Andrei Kiska. Nhân dịp này, các đài truyền hình và đài phát thanh RTVS
phát sóng một số chương trình để kỷ niệm sự kiện cách đây 30 năm với các tài liệu, chương trình trò chuyện và hội nghị. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng, trong phụng vụ suy tôn Thánh Giá hôm thứ Sáu tuần Thánh, ngày 30 tháng 3 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô. Cha Cantalamessa bắt đầu bài giảng như sau. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực. Và người ấy biết mình nói sự thật, để cho cả anh em nữa cũng tin. Không ai có thể thuyết phục chúng ta rằng lời chứng long trọng này không đúng với sự thật lịch sử. Rằng người nói rằng ông đã ở đó và thấy điều này thực sự đã không có ở đó và không nhìn thấy gì. Tác giả đặt hết sự trung thực của mình ra để làm chứng trong trường hợp này. Trên đồi Canvê, dưới chân thập giá, là mẹ của Chúa Giê-xu và bên cạnh bà có môn đệ mà Chúa Giê-xu yêu thương. Chúng ta có chứng tá của một chứng nhân mắt thấy tai nghe. Tác giả đã thấy không chỉ những gì xảy ra như mọi người thấy, nhưng trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần sau lễ vượt qua, tác giả cũng thấy được cả ý nghĩa của những gì đã xảy ra. Trong khoảnh khắc này, chiên con thật của Thiên Chúa đã bị hiến tế, và ý nghĩa của lễ vượt qua xưa đã được ứng nghiệm. Chúa Kitô trên thập tự giá là đền thờ mới của Thiên Chúa, mà từ cạnh sườn người, như tiên tri Ezekiel loan báo, đã tuôn tràn nước hằng sống. Thần khí mà Ngài đã trao ra lúc trút hơi thở sau cùng, đã bắt đầu sự sáng tạo mới, như thuở khai sinh lập địa, thần khí của Thiên Chúa lơ lửng trên mặt nước, đã biến đổi sự hỗn loạn thành vũ trụ. Gioan đã hiểu ý nghĩa của những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu, thế là đã hoàn tất. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi mình tại sao lại có sự tập trung vô hạn vào ý nghĩa thập giá của Chúa Kitô? Tại sao một đấng bị đóng đinh hiện diện cùng khắp trong các nhà thờ của chúng ta, trên các bàn thờ và ở mọi nơi các Kitô hữu thường lui tới? Có người cho rằng một chìa khóa để hiểu được mầu nhiệm Kitô giáo là Thiên Chúa tỏ mình ra theo cách dưới một hình thức trái ngược lại với thực tại của mình. Chúa cho thấy sức mạnh của Ngài trong sự yếu đuối, sự khôn ngoan trong sự ngu xuẩn, sự giàu có trong cảnh nghèo hèn. Tuy nhiên, chìa khóa này không áp dụng cho thập giá. Trên thập tự giá, Thiên Chúa tỏ mình ra mặc khải chính mình cho chúng ta như Ngài thực sự là, trong thực tại gần gũi và thực tế nhất của người. Thiên Chúa là tình yêu. Gioan viết, một tình yêu dâng hiến, một tình yêu bao gồm trong sự tự hiến, và chỉ trên thập tự giá
mà khả năng tự hiến vô hạn của Thiên Chúa mới biểu lộ hết chiều dài của nó. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban nghĩa là lên án tử con duy nhất của Ngài. Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Năm nay, năm mà giáo hội sẽ tổ chức một thượng hội đồng về thanh niên và đặt ra mục tiêu là đưa họ vào vị trí trung tâm trong quan tâm mục vụ của giáo hội. Sự hiện diện trên đồi Canh Vê của môn đệ mà Chúa Giê-xu yêu thương có một sứ điệp đặc biệt. Chúng ta có mọi lý do để tin rằng Gioan đã gia nhập với Chúa Giê-xu trong thời thanh niên. Đó thực sự là một tình yêu. Mọi thứ khác đột nhiên đứng ở vị trí thứ hai. Đó là một cuộc gặp gỡ hiện sinh cá vị. Trong khi trung tâm suy nghĩ của Thánh Phao-lô là công việc của Chúa Giê-xu, nghĩa là mầu nhiệm vượt qua của cái chết và sự sống lại của Ngài, thì dòng suy nghĩ của Thánh Gioan đặt trung tâm nơi bản ngã, nơi con người của Chúa Giê-xu. Đây là nguồn gốc của tất cả các câu nói, ta là, với cộng hưởng thần thánh được nhắc đến nhiều lần trong tin mừng của Ngài. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ta là cửa. Đơn giản, ta là. Gioan hầu như chắc chắn là một trong hai môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả khi Chúa Giê-xu xuất hiện tại nơi Thánh Gioan làm phép rửa và đã đi theo người. Khi họ hỏi, thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa Giê-xu đáp, hãy đến và xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Giờ đó đã quyết định cuộc đời của Gioan, và anh không bao giờ quên nó. Trong năm nay, thật là phù hợp để chúng ta cố gắng khám phá cùng với những người trẻ, những gì Đức Kitô mong đợi nơi họ, những gì họ có thể cống hiến cho giáo hội và xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là một cái gì đó khác hơn nữa. Đó là giúp những người trẻ tuổi hiểu những gì Chúa Giê-xu mang đến cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, trong phụng vụ suy tôn thánh giá, hôm thứ Sáu tuần thánh, ngày 30 tháng 3 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày. Phục sinh bắt đầu với hành trình sứ vụ và loan báo Chúa Kitô phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với khoảng 20.000 tín hữu hiện diện trong buổi yết kiến chung sáng thứ Tư, 28 tháng 3 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hiện diện, có rất đông các học sinh và sinh viên của các trường trung học và đại học của các nước về Roma hành hương trong tuần thánh. Đặc biệt là 3.200 sinh viên của Opus Dei đang tham dự tuần lễ học hỏi nhân kỷ niệm 50 năm diễn đàn được tổ chức. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chia sẻ về Tam Nhật vượt qua và lễ phục sinh.
Đức Thánh Cha nói, Tam Nhật vượt qua bắt đầu từ chiều thứ năm tuần Thánh với Thánh lễ tiệc ly và kết thúc với chiều ngày Chúa Nhật phục sinh. Tam Nhật vượt qua đánh dấu các giai đoạn cơ bản của đức tin và ơn gọi của chúng ta trong thế giới. Và mọi Kitô hữu được kêu gọi sống ba ngày Thánh này, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và Chúa Nhật. Nhưng mà thứ bảy là ngày Chúa sống lại. Ba ngày Thánh này như khuôn mẫu của cuộc sống cá nhân và cộng đoàn của họ, như các anh em Do Thái của chúng ta đã sống. Tam Nhật vượt qua tạo thành một cử hành, tưởng niệm mầu nhiệm cao cả, sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Để giúp các tín hữu hiểu về điều này, Đức Thánh Cha giải thích. Ba ngày này tái trình bày lại cho các Kitô hữu, các sự kiện quan trọng của ơn cứu độ, đã được Chúa Kitô thực hiện. Và như thế, hướng họ về vận mệnh tương lai của họ và củng cố họ trong sự dấn thân làm chứng trong lịch sử. Buổi sáng phục sinh, khi nhắc lại các giai đoạn đã trải qua trong Tam Nhật vượt qua, bài ca tiếp liên, một loại thánh thi, sẽ làm vang lên cách trang trọng lời loan báo phục sinh. Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta đã sống lại và đi trước chúng ta đến Galilê. Đây là lời khẳng định quan trọng, Chúa Kitô đã sống lại. Tại nhiều dân tộc trên thế giới, đặc biệt ở Tây Âu, vào ngày lễ phục sinh, người ta không chào nhau bình thường, chào buổi sáng hay buổi chiều, nhưng là Chúa Kitô phục sinh. Tam Nhật vượt qua đạt đến đỉnh điểm trong những lời reo mừng cảm động này. Những lời này không chỉ chứa đựng lời loan báo tin mừng và hy vọng, nhưng còn là một lời kêu gọi nhận lãnh trách nhiệm và sứ vụ. Lễ phục sinh không kết thúc với bánh và trứng, các ngày lễ. Những điều này thật đẹp, bởi vì là ngày lễ của gia đình, nhưng phục sinh không kết thúc như thế. Phục sinh bắt đầu từ đó với hành trình sứ vụ và loan báo Chúa Kitô phục sinh. Lời loan báo này đối với những người được Tam Nhật vượt qua chuẩn bị để đón nhận, là trung tâm của đức tin và hy vọng của chúng ta, là kerygma, lời rao giảng tiên khởi, đã loan báo cách liên tục cho giáo hội, và đến lượt mình, giáo hội được mời gọi rao giảng tin vui này. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Thánh Phaolô đã tóm tắt biến cố phục sinh trong thành ngữ. Chúa Kitô, lễ vượt qua của chúng ta đã chịu hiến tế. Vì thế, Thánh Nhân nói tiếp. Những điều xưa cũ đã qua đi và nảy sinh những điều mới mẻ. Vì thế, từ ban đầu, trong ngày lễ phục sinh, người ta rửa tội cho các tân tòng. Vào đêm thứ bảy này, tại Vatican, tôi cũng rửa tội cho 8 người trưởng thành, bắt đầu hành trình cuộc sống Kitô hữu. Thánh Phaolô cũng dùng một thành ngữ tổng hợp khác để giải thích rằng, Chúa Kitô đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã được Thiên Chúa Cha làm cho sống lại, để chúng ta được nên công chính. Điều duy nhất làm cho chúng ta nên công chính, điều duy nhất tái sinh chúng ta chính là Chúa Giê-xu Ki-tô, không có điều gì khác. Vì điều này chúng ta không phải trả đồng nào cho sự công chính. Điều làm cho chúng ta được công chính là miễn phí. Đây là sự vĩ đại của tình yêu của Chúa Giê-xu, dâng hiến sự sống cách nhưng không để thánh hóa chúng ta, để canh tân chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Đây chính là hạt nhân của Tam Nhật vượt qua này. Trong Tam Nhật vượt qua, việc tưởng niệm biến cố nền tảng này được cử hành với sự nhận thức và đồng thời canh tân ý nghĩa của tình trạng mới của những người được rửa tội. Điều mà Thánh Phaolô diễn tả như sau. Nếu anh em sống lại với Chúa Kitô, hãy tìm kiếm những sự thuộc về thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc về hạ giới. Hướng nhìn về thượng giới, nhìn về chân trời, đây là đức tin của chúng ta, đây là sự công chính của chúng ta, đây là tình trạng ân sủng. Thật vậy, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được sống lại với Chúa Giê-xu, và chúng ta chết đi với những sự việc và luận lý của thế gian.
chúng ta được tái sinh như các thụ tạo mới. Một thực tại mới đòi hỏi trở thành sự hiện hữu cụ thể từng ngày. Nếu một Kitô hữu thực sự để mình được Chúa Kitô tẩy rửa, nếu thực sự để mình được người lột bỏ con người cũ, để đi vào một sự sống mới, dù vẫn là người tội lỗi. Bởi vì tất cả chúng ta là người tội lỗi, thì không còn có thể bị hư hoại. Ơn công chính hóa của Chúa Giê-xu cứu chúng ta khỏi bị hư hoại. Chúng ta là người tội lỗi nhưng không hư hoại. Và Kitô hữu không thể sống với tội lỗi trong tâm hồn và cũng không thể là nguyên nhân của tội lỗi. Từ đây Đức Thánh Cha nói thêm, ở đây tôi phải nói một điều đáng buồn. Có những Kitô hữu giả hình, những người nói rằng Chúa Giê-xu đã phục sinh, tôi được công chính hóa nhờ Chúa Giê-xu, tôi đang ở trong sự sống mới, nhưng họ lại sống một cuộc sống hư hoại. Những Kitô hữu giả mạo này sẽ kết thúc không tốt đẹp. Tôi nhắc lại, Kitô hữu là người tội lỗi. Tất cả chúng ta, tôi cũng thế, nhưng chúng ta chắc chắn rằng, khi chúng ta xin Chúa tha thứ, thì người sẽ thứ tha cho chúng ta. Kẻ hư hoại tỏ ra là một người đáng kính, nhưng cuối cùng trái tim của họ lại chứa sự mục nát. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta sự sống mới. Kitô hữu không thể sống với sự chết trong tâm hồn, và không thể là nguyên nhân sự chết. Chúng ta nghĩ đến các Kitô hữu mafia, những loại Kitô hữu này không có thứ gì. Họ nhận là Kitô hữu, nhưng mang sự chết trong tâm hồn và cho người khác. Chúng ta cầu nguyện cho họ, xin Chúa chạm đến trái tim của họ. Người lân cận, đặc biệt là người bé nhỏ nhất và đau khổ nhất, trở thành gương mặt cụ thể, để Kitô hữu trao ban tình thương mà Chúa Giê-xu đã trao ban cho chúng ta. Và thế giới trở thành không gian của sự sống mới cho những người được phục sinh. Chúng ta được sống lại với Chúa Giê-xu, bước đi trên đôi chân và đầu ngẩng cao. Chúng ta có thể chia sẻ sự khiêm hạ của những người ngày nay vẫn còn như Chúa Giê-xu, đang đau khổ, trần truồng, đói khổ, cô đơn trong sự chết, để nhờ Chúa Giê-xu và với Chúa Giê-xu trở thành khí cụ cứu độ và hy vọng, dấu hiệu của sự sống và phục sinh. Tại nhiều quốc gia, ở Ý và tại quê hương tôi, có thói quen vào ngày lễ phục sinh, khi nghe tiếng chuông, những người bà, các bà mẹ, mang các trẻ em đi rửa mắt chúng bằng nước. Với nước sự sống, là dấu chỉ có thể nhìn thấy những thứ thuộc về Chúa Giê-xu, những sự vật mới. Trong lễ phục sinh này, chúng ta hãy để mình được rửa mắt tâm hồn để nhìn thấy những điều thiện mỹ và làm những điều tốt đẹp. Điều này thật tuyệt vời. Đây chính là sự sống lại của Chúa Giê-xu sau cái chết, là giá cứu độ tất cả chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chuẩn bị để sống sốt sắng Tam Nhật Thánh giờ đây đã gần kề, để luôn chìm mình cách sâu thẳm trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria đồng hành với chúng ta trong hành trình thiêng liêng này. Mẹ đã theo Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn, mẹ ở đó, nhìn Chúa và đau khổ, đã hiện diện và kết hợp với Chúa Giê-xu dưới chân thập giá, nhưng không xấu hổ về con của mình. Một người mẹ không bao giờ xấu hổ về con của mình. Mẹ ở đó và đã đón nhận trong trái tim mẹ niềm vui vô biên của sự phục sinh. Xin mẹ ban cho chúng ta ân sủng để được tham dự trong tâm hồn những cử hành trong những ngày sắp tới, để tâm hồn chúng ta và cuộc sống chúng ta thực sự được biến đổi. Khi chia sẻ với anh chị em những suy tư này, tôi gửi đến anh chị em, cộng đoàn và những người thân của anh chị em những lời chúc mừng phục sinh vui tươi và thánh thiện. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco
trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 28 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về một người từng phỉ báng các Kitô hữu, nhưng nay đã trở thành linh mục. Theo thông tấn xã EWTN và CAN, ngày 27 tháng 12 năm 2017, cha Juan José Martínez đã tự thú rằng ngài có một thời trai trẻ đầy hận thù với giáo hội, nhưng sau đó ngài đã khám phá ra chân lý, Thiên Chúa hiện hữu và muốn ngài làm linh mục. Ngài nói, ngày xưa mỗi sáng Chúa Nhật đứng trên ban công nhà nhìn những ai đi tới nhà thờ tham dự thánh lễ, thì tôi thường phỉ báng và khạc nhổ lên họ. Tôi nói với họ rằng, giáo hội là một tổ chức làm tiền móc túi họ. Nhưng nay tôi đã trở thành một linh mục thuộc giáo phận Almeria, nước Tây Ban Nha. Khi còn tại ghế nhà trường, tôi luôn phản bác chống lại các giờ về đạo đức tôn giáo. Lần đầu tiên tôi bước vào nhà thờ công giáo vào một ngày thứ năm của tháng 2 năm 1995. Tôi ngạc nhiên bởi vì tất cả đều tập trung hướng về một cái hộp bằng vàng ở trên gian cung thánh nhà thờ. Và tôi nghĩ có lẽ đó là nơi mà linh mục giáo xứ cất giữ tiền bạc. Tôi quyết định thứ năm tuần sau tôi sẽ trở lại với họ để cười nhạo thêm. Nhưng lạ lùng thay, vào thứ năm đó, tôi đã bị thuần hóa và buông bỏ những định kiến chống lại giáo hội và tôn giáo. Tôi đã nhìn ra linh mục là một người thông minh, sẵn sàng giúp đỡ tha nhân. Và rồi ý niệm ấy thấm nhập vào tâm hồn. Lúc lên 15 tuổi, tôi bắt đầu đi hát lễ vào các ngày thứ bảy. Và ở trước nhà tạm dần dần, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện và yêu thương tôi. Cha Juan José đã chịu phép rửa tội và rước lễ lần đầu, theo mong ước của cha mẹ, nhưng cha không có một mối quan hệ nào với Thiên Chúa. Thân phụ của ngài không bao giờ đi lễ, chỉ có mẹ ngài thực hành niềm tin này. Vào một chiều thứ bảy, lúc chàng vừa tròn 17 tuổi, Juan José mạnh dạn thưa với cha mình rằng, con muốn gia nhập chủng viện. Bố của ngài đã đánh cá, chuyện đó chỉ xảy ra khi cô Sê bước qua xác chết của ông. Cha cô Sê giải thích, cha tôi không hiểu nổi vì sao tôi muốn làm linh mục, nên cha tôi đề nghị ông sẽ trả học phí cho tôi sang Hoa Kỳ du học, và ông cương quyết không bao giờ trả một đồng xu cho chủng viện. Trong một thời điểm khó khăn như vậy, cha José chỉ biết cầu nguyện với tâm tình của thánh nữ Teresa Avila là đừng sợ hãi, điều mà con cần là Thiên Chúa mà thôi. Và lúc cha cậu cản ngăn, cậu chỉ biết ôm lấy cha và nói, con mong một ngày ba sẽ hiểu. Cha tôi đã dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản, nhưng thánh ý của Chúa còn mạnh hơn. Để làm vui lòng cha của mình, cha Juan José đã không vào chủng viện ngay. Ngài bắt đầu học và làm nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Almeria. Trong nhiều năm,
Ngài kiên nhẫn và tiếp tục trung thành với ơn gọi của mình là trở thành linh mục của Chúa. Cho đến một ngày vào tháng 5 năm 1999, mẹ ngài tâm sự với ngài rằng bà đã nói chuyện với cha ngài và đã thuyết phục được ông để cho phép ngài gia nhập chủng viện. Nghe tin đó, cha Cô-sê vui mừng chia sẻ: "Tôi đã òa khóc và khóc ròng. Tôi nhớ khi tôi nói với cha linh hướng của tôi về biến cố này, cha linh hướng cùng ôm chặt lấy tôi." Chàng Khoan Cô-sê đã gia nhập chủng viện vào tháng 9 năm 2000, và sau những năm học thần học, năm 2006, cha Cô-sê được chịu chức tại nhà thờ Ameria. Người cha của ngài cũng tham dự buổi lễ. Cha Cô-sê chia sẻ: "Dù không chấp nhận cho tôi trở thành linh mục, nhưng cha tôi thấy tôi hạnh phúc, nên ông đành chấp nhận." Và cách đây 2 năm, trước khi cha của ngài qua đời, chính cha Cô-sê đã sức dầu cho cha mình và lo liệu hậu sự cho người. Cha Cô-sê nói, khi có ai đó nói với cha rằng anh hay chị ta không tin vào Thiên Chúa, thì ngài luôn luôn trả lời rằng chính ngài cũng đã từng không tin vào Chúa, và ngài đã lầm, vì ngài chỉ khám phá ra niềm hạnh phúc đích thực ở nơi Chúa mà thôi. Nếu bạn không có hạnh phúc tròn đầy, bạn hãy cầu xin Chúa ban cho bạn, vì chỉ mình Chúa mới có thể ban cho bạn thứ hạnh phúc mà trái tim bạn đang khát mong. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Mây lữ khách chiều em mâu vai xanh vàng, đang lo toan vì Giê-xu đã chết rồi. Này đây Chúa đã đến ngay bên, đã sưởi ấm con tim và đã làm hồi sinh đức tin. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn. Giữa những lúc đời con đi trong bóng đêm vắng bóng Chúa, đời con u mê tối tăm, ngài ơi xin hãy đến bên con, xin cất nghĩa cho con về huyền nhiệm sự sống. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn. Quý vị và các bạn thân mến, có bài thơ Dấu Chân Trên Cát như sau. Một đêm kia tôi nằm mơ, tôi thấy mình đang đi bộ trên bãi cát với Thiên Chúa. Những cảnh sống trong cuộc đời tôi chợt hiện ra trên bầu trời. Trong mỗi cảnh đời, tôi nhận thấy có những dấu chân trên bãi cát. Nhiều khi có dấu vết của 2 đôi chân, nhưng cũng có lúc chỉ hiện ra dấu của 1 đôi chân trên cát. Điều làm tôi xiết bao buồn bã
Trong những lúc đời tôi âu sầu và phiền muộn, thất bại, thống khổ và đau đớn, thì tôi chỉ thấy có một đôi chân trên bãi cát mà thôi. Vì thế, tôi liền giận dỗi nói với Chúa rằng, Lạy Chúa đã hứa với con, nếu con đi theo Chúa, thì Chúa luôn bước đi song hành với con. Nhưng con đã thấy rồi, trong những giây phút khó khăn nhất của đời con, lại chỉ có một đôi chân trên cát. Tại sao khi con cần Chúa nhất, Chúa không thường ở bên cạnh con? Và Thiên Chúa âu yếm trả lời, Con yêu dấu ơi, khi con chỉ thấy dấu một đôi chân trên bãi cát, đó chính là vì cha cõng con trên vai. Quý vị và các bạn thân mến, lúc sắp sửa ra đi, để trấn an các tông đồ, Chúa Giêsu đã hứa rằng, dù vắng mặt, nhưng người vẫn luôn hiện diện giữa các ông và ban bình an cho các ông. Sự hiện diện của người vắng mặt, đó là cảm nghiệm mà chỉ có những kẻ yêu nhau mới nhận ra mà thôi. Từ sau biến cố phục sinh, Đức Giêsu đã trở nên con người của mọi thời đại. Người hiện diện trong những kẻ yêu mến người. Ngài nói, ai yêu mến Thầy, cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Người hiện diện trong những kẻ yêu thực hành và giữ lời người. Ngài cũng nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, đấng đã sai Thầy. Tuy nhiên, cũng như các môn đệ trên đường Ê-mau, dù được nghe lời Chúa, nhưng vì con mắt bị che phủ bởi những tối tăm của hoang mang, hốt hoảng, tâm hồn vẫn còn bị đóng lại bởi những lo âu, buồn chán và thất vọng. Nên chúng ta đã không nhận ra người khách lạ đó chính là Thầy của mình. Đó là lý do vì sao chúng ta nghe lời Chúa và rước thánh thể mỗi khi tham dự thánh lễ, nhưng vẫn không nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh trong những lúc khó khăn nhất, khủng hoảng nhất, thất vọng nhất của cuộc đời. Và chỉ khi chúng ta có một tinh thần mới, sự sống mới, lòng nhiệt thành mới và nhất là tình yêu mới như hai môn đệ trên đường đi Ê-mau, thì chúng ta mới cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc do Chúa mang lại. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con đang vui mừng sống mầu nhiệm Chúa phục sinh. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng Chúa đang đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là những lúc khó khăn. Xin giúp chúng con năng lãnh nhận bí tích thánh thể, từ đó chúng con mang tin mừng phục sinh của Chúa đến cho tha nhân trong đời sống Kitô hữu của chúng con. Amen. Giữa những lúc thuyền đời con gặp sóng xô, giữa bão tố hồn con như quên Chúa rồi. Ngài ơi xin hãy đến bên con, xin sánh bước bên con để lòng này bình an vững tâm. Chúa ơi, Chúa ơi xin ở lại với con vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn. Giữa những lúc đời con cô đơn héo hon, Chúa có biết
hồn con chơi vơi giữa đời. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, trao sức sống cho con, để lòng này nhận ra Chúa luôn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.